Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một loại vật liệu dùng để ốp tường, trang trí cho phòng khách. Đó là tấm nhựa giả vân đá hoặc là tấm nhựa giả vân gỗ. Tấm nhựa nó sẽ tạo thành những song gỗ song song như thế này. Loại vật liệu này hiện tại đang được thị trường rất là ưa chuộng bởi vì nó có những cái ưu điểm của nó là thời gian thi công nhanh và giá thành lại thấp, mà độ sang trọng của nó đem lại rất là cao. Nếu mà tường không bị ẩm thì mình sẽ dán keo trực tiếp từ miếng nhựa vào tường, còn nếu như mà tường ẩm thì mình sẽ đi các cái thanh niệp như thế này để tạo điểm kết dính giữa tấm nhựa vào tường cho nó chắc chắn. Mảng tường này lúc trước dán với dán tường nó bị hoen ố rất là ghê, và mình đã sử dụng vật liệu này để trang trí cái mảng tường trông như mới, rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Các bạn có thể sử dụng loại vật liệu này để trang trí cho phòng khách, văn phòng làm việc, công ty hoặc là phòng ngủ. Khổ của miếng nhựa này là 1m2 nhân với lại 2m4, thì các bạn có thể là ước lượng diện tích của tổng bức tường của nhà mình, và để mình sắp xếp mình dàn theo hàng ngang hay là hàng dọc cho nó phù hợp. Mảng tường này thì mình kết hợp giữa nhựa giả vân gỗ và nhựa giả vân đá để trang trí tạo điểm nhấn cho mảng tường này. Rồi giữa hai miếng nhựa nó có mối nối thì các bạn sử dụng là thanh nẹp nhôm mỏng để che đi phần mối nối đó để thẩm mỹ hơn. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại vân gỗ hoặc là vân đá, các bạn có thể là lựa chọn mẫu mã cũng như là màu sắc. Bạn nào ở khu vực Bình Dương mà muốn thi công mảng tường nhựa này thì liên hệ với bên mình qua số hotline mình để trong màn hình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.